Chào bạn. Ở phương Tây thì có một câu nói rất hay là như thế này: bạn sẽ là trung bình cộng của 5 người mà bạn thường xuyên giao lưu và tiếp xúc nhất. Ở trong ca dao tục ngữ Việt Nam thì cũng có những câu mang ý nghĩa tương tự: 3 năm ở với người đần thì không bằng một lúc đứng gần người khôn. Trong đạo Phật thì Đức Phật có dạy rằng là nếu như bạn muốn phát triển giá trị cốt lõi của bạn, bao gồm là trí tuệ, đạo đức và nghị lực, thì bạn cũng cần phải có 3 cái món bảo bối trong cuộc đời. Thứ nhất là những người thầy giỏi, thứ hai là những cuốn sách hay, và thứ ba là những người bạn tốt. Mình thì tất cả những cái gì mình đang có tại thời điểm hiện tại, con người mình tại thời điểm hiện tại đều là sản phẩm do những thông tin từ những con người xung quanh tác động. Thế nên mình nghĩ rằng là cái việc mà mình chọn bạn mà chơi nó rất là quan trọng. Nếu như mình chọn nhầm người thì cuộc sống của mình nó vô cùng nguy hiểm. Vì thế thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn 3 cái kiểu người mà mình không muốn giao lưu lắm trong quá trình mình phát triển bản thân. Nếu như bạn muốn nhận những thông báo video mới của mình, hãy nhấn nút đăng ký ở ngay dưới đây nhé. Thứ nhất là những người lười biếng. Những người này rất dễ là bị cảm xúc chi phối. Họ đôi khi cũng có ước mơ, cũng có mục tiêu, nhưng mà thường thì họ rất là khó có thể chủ động làm một cái việc gì đó, trừ khi là họ bị ép hoặc là họ nhìn thấy kết quả ngay thì họ sẽ làm. Khi mình ở gần những người này thì mình cảm thấy những cái tiêu chuẩn sống về học tập, về làm việc của mình bị hạ thấp đi rất là nhiều. Mình rất dễ hài lòng với những gì mình đang làm, và thực sự cái quãng thời gian khi ở mình gần cạnh họ ấy, mình không thể phát triển bản thân nhiều. Khi ở gần cạnh họ ấy thì mình cũng rất là dễ bị phân tâm. Cảm xúc của mình đôi khi cũng bị chi phối bởi những cái thú vui của họ, và đương nhiên thì mình cũng mất rất nhiều thời gian vào những cái việc đó. Mặc dù mình là người lý trí và kiểm soát cảm xúc mình khá là tốt. Ở một chiều ngược lại thì khi mình gặp gỡ những cái người mà họ làm việc năng suất, họ tiết kiệm từng tí thời gian một, và đôi khi họ còn nhịn cả ăn, nhịn cả uống và nhịn cả đi ngoài, thì thực ra thì mình cũng không ủng hộ việc đấy. Nhưng mà thực sự khi mà họ làm việc như thế thì mình cảm nhận được là cái sự trân trọng đối với từng giây từng phút của họ như thế nào, và mình cũng được ảnh hưởng cái tích cực đấy, và mình làm việc năng suất hơn rất là nhiều. Thế nên là hãy soi lại xem xung quanh của bạn có những người nào lười hay không, và bạn phải tránh xa ngay. Và bạn nên chủ động tìm kiếm và gặp gỡ những cái người rất là năng động, rất là chăm chỉ, thì họ sẽ ảnh hưởng rất tốt đối với cái tiêu chuẩn sống cũng như là cái tiêu chuẩn công việc của bạn. Kiểu người thứ hai là kiểu người hay than thở và tiêu cực. Mình rất sợ những cái người hay than nghèo và kể khổ. Họ lúc nào cũng nói là: anh ơi, em rất là đau khổ, em thế nọ, em thế kia. Họ cố gắng chứng minh họ rằng là cái người mà kiểu đau khổ là người vất vả, là người khó khăn nhất cái cuộc đời này rồi. Tức là những cái vấn đề của họ, họ không thể nào mà họ đi tìm kiếm cái giải pháp để giải quyết cái vấn đề đấy, mà họ chỉ thích kêu ca, họ chỉ thích tìm cái người nào đó để xả những cái khó khăn của họ cho người khác. Mình thì mình thấy rằng ở bên cạnh những cái người này có cảm giác giống như kiểu ở gần cạnh đống rác ấy. Bạn cứ hình dung bây giờ bạn rất là sạch sẽ mà bạn ôm một cái đống rác thì bạn sẽ như thế nào? Sẽ rất là thối, đúng không? Cho nên ấy, cái kiểu người này thực sự mình cũng rất là khó chịu khi ở bên cạnh, và làm mình mất rất là nhiều cái năng lượng sống. Kiểu người thứ ba là những người thích chỉ trích người khác. Đây là kiểu người mà mình luôn luôn ưu tiên vào trong danh sách những người không làm bạn bè của mình, bởi vì họ muốn thấy cái sự khó chịu của người khác làm niềm vui. Chính xác là như vậy. Mỗi lần mình ở cạnh người này ấy, thì tích cực thì ít mà tiêu cực thì nhiều, 1-2 phần tích cực đến 8 phần tiêu cực. Thế nên cái kiểu người này mình phải tránh cực xa và luôn luôn là không muốn ở gần. Đó là ba kiểu người mà mình rất hãi khi ở gần: lười biếng, hay than thở và thích chỉ trích người khác. Nhiệm vụ của anh chị em chúng ta là đi tìm những người mà có tính cách đối lập với họ. Đương nhiên là chúng ta sẽ đi tìm những người tích cực, chăm chỉ và thường xuyên nâng đỡ người khác trong quá trình giao tiếp, đúng không? Về cái chuyện bạn tốt ấy, thì sẽ có người nói là: ôi, cái chuyện này thì tôi biết rồi. Nhưng mà thực sự thì ngày xưa mình cũng nghĩ thế, mình cũng nghĩ là mình đã biết rồi. Nhưng cho đến khi mình thực sự mình nhìn thấy cái con người mình tại thời điểm hiện tại, và mình soi xem xung quanh mình có những cái người đấy hay không, cái ảnh hưởng họ đến với mình như thế nào, thì mình mới thấy rằng: ôi, chết cha rồi, thế hóa ra từ trước giờ mình mới chỉ biết thôi. Mình chưa thực sự là mình lưu tâm đến điều đấy, mình chưa thực sự mình lưu tâm đến cái môi trường mình đang sống, những cái con người mình đang nói chuyện, và cái điều đấy nó vô cùng quan trọng. Thì tất cả những cái gì mình biết ấy thì nó chỉ là biết thôi. Đến khi nào mình bắt tay vào hành động thì mình mới thấy rằng cái môi trường ảnh hưởng đến mình vô cùng lớn. Có một số bạn sẽ tiếc đi mối quan hệ bởi vì đấy là mối quan hệ thân thiết. Thì mình có thể nói với bạn rằng là bạn không cần thiết là phải bỏ ngay, mà bạn chỉ cần là tạm thời xa họ thôi, tạo một cái khoảng cách với họ và bắt đầu đi tìm kiếm những cái mối quan hệ tốt hơn, những cái mối quan hệ mà nâng đỡ bạn lên và những mối quan hệ tuyệt vời hơn. Thì đấy là có lẽ là cái cách nó phù hợp, chứ bạn cũng không nhất thiết là phải bỏ. Câu cuối chốt lại là hãy chọn bạn mà chơi, và mình hy vọng rằng sau video clip này thì bạn hãy thực sự bạn dò xem là một ngày bạn đang nói chuyện nhiều với ai. Bạn xem là những cái người mà bạn đang nói chuyện ấy, họ đang làm việc như thế nào, cái tiêu chuẩn họ sống ra làm sao, cái cách họ nghĩ như thế nào. Nếu như mà họ lâm vào trong một trong ba cái trường hợp này thì mình nghĩ rằng là bạn cần phải thay đổi môi trường đấy. Xin chào và hẹn gặp lại.